những cái bản mà ngày xưa ấy, xem anh em mình ấy thì sẽ biết là em từ thời cách đây khoảng 4 năm. Đấy, 4 năm. Hành trình quá dài luôn nha mọi người. Hành trình quá dài. Ngày xưa mọi người hay nhớ là mọi người nói anh này là Kante. Kante là cầu thủ đá bóng ấy. Cũng da đen, cũng lùn lùn như này. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn, tôi là Shigong. Chào các bạn đi. Chào đây, Tony. Tony đấy. Ok, chào mừng các bạn đến với xem được con link vlog của Sư Châu Phi. À, mọi người nhớ hai anh này nữa không? Đấy, cũng cách đây khoảng 4 năm rồi. Quattro anni rồi đấy. Quattro anni. Em quattro anni? Em. Bây giờ hôm nay là hai anh có về quê, ở luôn là về quê xuống thăm mình. Đấy, và cũng như là có một số vấn đề đấy muốn nói chuyện với mình là hai anh em là Sigao với là Tony. Tony là anh Kante đấy, Kante giống cái anh Kante mà đá bóng ấy. Rồi vào nhà chuẩn bị ra đây. Bên là Pogue. Bên là Mota. Mota, Caio. Caio Mota. Luanda là đủ Luanda. Luanda. Você vai cunhada quanto do ano? Um mês. Ah, tá vindo lá do Luanda, vai cunhar só uma vez? Aí, eu tô pensando em ficar mudando lá do... Já vou poder entrar aqui, já? Vou entrar aqui. Rồi, anh Tony là gãy chân do tai nạn. Đấy, xem đây đi, xem đây đi. Đây, anh cho anh Tony với dì vào ngồi nói chuyện. Đấy, ba anh em. Xe đồ với gì ở đây rồi. Rồi. Chắc là những cái bản mà ngày xưa ấy, xem anh em mình ấy thì sẽ biết là hai anh này. Đấy, còn những ai mà mới cách đây khoảng 3 năm thôi, nếu mà 3 năm ấy mới xem được 3 năm ấy thì sẽ không biết anh Sigao với là anh Tony. Đấy. Anh Tony với là anh Sigao thì ngày xưa làm ở xưởng đá. Anh Tony là nghỉ ở xưởng đá lâu rồi. Còn anh Sigao này là đang quản lý cho xưởng đá. Đấy, nhưng mà hôm nay lên đây là có một chút việc. Đấy, và mình cũng rất là bất ngờ khi mà thấy hai anh lên đây thì mình hỏi thăm một tí nha mọi người. Nu Sigao là do fábrica de gelo. Você fica lá? Yeah, lá quem fica em Talaio Bozo é da Mola. Da Mola? Yeah. Da Mola tá lá? Gelente? Não, Gelente é amigo também, amigo alto, aquele manto aí, claro. Você agora já parou lá fazendo fábrica? Não, sempre me montava a trabalhar, é que eu estava a trabalhar fora, andar de moto. Ah, andar de moto, vender gelo. Tony, Tony, fazer o quê? Lá Luanda? Luanda, trabalhar moto. Moto o quê? Moto táxi. Igual. Ah, moto de quê? Esse chama o quê? Anda mota... Fazer taxi. Ah, fazer taxi? Chạy xe máy. Anh này là chạy xe máy ở Luanda. Chạy xe máy kiểu là taxi hay gì ấy. Đấy. Thì rất là bất ngờ khi mà hai anh xuống đây. Đấy, có điển trước cho mình rồi. Và cũng như là muốn xin làm ở đây. Đấy. Xin làm ở đây với mình. Như thực chất là theo suy nghĩ của mình ấy thì những anh này ấy là anh đầu tiên của kênh luôn nha, không phải link đồ, không phải là ấy đâu, đầu tiên của kênh luôn là anh Tony này, anh Sigao này, bạn Xoa này, Antonio sao này, Antonio tại Luanda. Luanda. Você já tem mulher lá do Luanda? Aí filho também lá. Yeah. Oh. Thế Tony? Wambu. Mure Wambu. Mure Wambu. Nào, ê cunha. Ê cunha. Hai anh này, Sigao với là Tony ấy, là quê ở... Ê cunha, là quê ở Bàn Xoa. Bàn Xoa với là Bét Tù. Bét Tù nế? Bét Tù, Bàn Xoa. Đấy, nói chung là anh em họ hàng cả. Thì... Ôi...
Bây giờ chắc là hỏi để xem hai anh là có muốn quay lại làm không? Đấy, tại vì mình cũng một phần là muốn hỗ trợ hai anh này. Tại vì đợt mình đi lên đây ấy, thì mình chọn lọc mà. Chọn lọc nha mọi người. Chọn lọc ra đâu đó là nhiều lắm. Đợt ở xưởng đá là 8 người hay 7 người gì ấy. Mà mình chọn đâu đó là 4 người đi theo mình để đi tỉnh thôi. Đấy, sau một thời gian thì các anh ở lại xưởng đá làm. Làm cũng đâu đó là 3-4 năm rồi. Đấy, cũng rất là thiệt thòi. Anh Tony ấy, về công việc ở xưởng đá ấy, thì anh ấy nghỉ rất là sớm, nghỉ sớm. Còn Sigao thì bám làm với xưởng đá thì cũng khá là lâu, đến hiện tại bây giờ luôn. Đấy, là cũng 4 năm rồi. Nhớ không nhầm là 4 năm. Tròn đúng 4 năm luôn đấy các bạn ạ. Cách đây khoảng 3 ngày là thấy Facebook là có báo 4 năm trước là mình soạn đồ đi tỉnh. Đấy. Agora eu tenho trabalho aí. Quero trabalhar com ali, fica com família, não vai blundar mais. Yeah, aqui tá né? Bom. Yeah. Aqui tá bom. Tá bom, né? Esse band depois fica bem, né? Anh Tony với Sigao nhìn giống như ngày xưa luôn. Để mình cho mọi người xem lại một cái phân đoạn video hành trình từ đầu video đầu tiên của kênh ấy nha mọi người. Video đầu tiên của kênh ấy là mình nhớ không nhầm là uống Coca-Cola thử thách. Đấy, bàn xoa anh này, Sigao, Tony, bebe Coca-Cola nhé. Để tôi bàn xoa chốt sự ó. Em ngủ là cái video đầu tiên. Đấy. Còn về ai nữa nhỉ? Anton thì sẽ luôn đa rồi. Đấy. Thời đấy là có Sigao, Tony, Bản Xoa, Anton Niu, rồi là Emize, Freddy, Victory. Đấy, sau mãi sau cách làm YouTube video cũng khá là nhiều, làm ở xưởng đá ấy, một năm rồi thì lúc ấy mới xuất hiện Lindo ấy nha mọi người. Đấy, Lindo là có vẻ là sau cùng. Thì lên đây thì hỗ trợ hai anh làm công việc lại thôi. Tại vì đợt kia là nếu mà đưa hết các anh đi thì không có ai làm ở xưởng đá cả nha mọi người. Vì thế là bây giờ hai anh, mấy anh đi theo mình ấy, lên tỉnh ấy, thì đều có nhà, có xe, đấy, đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà thực chất bây giờ nhìn anh Tony với là anh Sigao thì lại không có gì cả. Đấy, vì thế là mình muốn giúp đỡ mấy anh làm, sau mình sẽ kiểu tích góp xây nhà cho các anh. Đấy, tại vì mọi người biết không, những ai đi với mình từ đầu đến cuối ấy, và đến hiện tại bây giờ mình nói chung là cũng không phải thành công lắm đâu, nhưng mà nói chung là quá là tuyệt vời rồi. Vì thế là có một công cực lớn của hai anh này. Đấy, hai anh này thì mình nghĩ là sẽ không bao giờ bỏ bê các anh ạ. Đấy, tại vì các anh đi từ đầu đến cuối. Nên là vì thế là thôi, các anh đã về đây rồi thì mình sẽ giúp đỡ các anh công việc này, và cũng như là sẽ tích góp để sau xây nhà với gì. Đấy, còn như bây giờ đánh giá về phải đi với Victory với gì ấy, thì mình đánh giá phải đi với Victory là bây giờ có đầy đủ rồi, nên là không coi trọng nữa. Nhiều khi công việc làm lười lắm. Đấy. Và bây giờ Huy tủ về hồi tủ về tất cả các anh em ở xưởng đá, thì sắp tới sẽ làm nhiều chương trình hài cho mọi người xem. Đấy, đây là toàn danh hài thôi nha mọi người. Mọi người xem từ ngày xưa mọi người biết. Đấy. Dạ, anh tao ông Tony, esse bên là quando nào đuôi em mày nè, bà ra nhé. Vậy kỳ dạ? Sì gào vậy số. Em từ đâu tới bao lâu dạ? Sì. Dạ? Tony, esse vou lugar uma casa aqui. Você não buscar morrer com filho? Vou lhe buscar, assim, vou lá amanhã para ele buscar de gatê. Ah. Depois da manhã. Quanto mulher? Eu sou um. Você? Sou um. Mỗi người một vợ.
Thế anh Sigao bảo là ngày mai là sẽ đi thành phố để kêu vợ con với gì về đây đấy. Thì thôi thuê bolu gao mà cái giờ đi. Vai fica comigo, vai trabalhar com grupo. Tá bem. Yeah? Sim. Tony, então você anda bem? Pode entrar, trabalho. Esse só trabalho do vídeo, não é casado, não é levar coisa, não, é levar coisa. Não, não, não tem problema do bem, né? Sim, então agora gosto de ver só trabalho. Yeah. Yeah. Você quer trabalhar quanto dia, você fica em casa, yeah, pode, pode. Yeah. 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 Só quanto entra, trabalho. Mình sẽ quay cho mọi người, cho mọi người xem cái video của ngày xưa đấy, để cho mọi người hiểu về hai anh này. Và có những người mà khoảng mới xem 2 năm nay ấy, thì sẽ không biết hai anh này đâu, không biết đâu. Chỉ có những người mà xem từ thời cách đây khoảng 4 năm. Đấy, 4 năm, hành trình quá dài luôn nha mọi người. Hành trình quá dài, 4 năm. Ra 4 anos. 4 anos. 4 anos mesmo. Muito tempo. 4 anos. Anh Sigao thì mình gặp cách đây 2 năm rồi, với là 1 năm hay gì đấy, là ở xưởng đá. Còn anh Tony này thì 4 năm. 4 năm rồi nha mọi người. 4 năm rồi. Hôm nay thì thực chất là rất là vui. Mình rất là vui khi mà gặp lại hai anh. Đấy, tại vì cái kênh của mình ấy, và cũng như là xây dựng ra một cái hệ thống như hiện tại bây giờ của anh em Team Dục Phi, là phải nhờ hai anh này trước nha mọi người. Đấy, hai anh này là người đầu tiên đi với mình đấy, và sau đấy là do mình đi tỉnh, đi khám phá, đi đến nhà của anh em ở đến tỉnh ấy, thì lúc ấy là mới bỏ bê hai mấy anh ở xưởng đá làm. Mình kiểu là muốn chia một nửa ấy mọi người, một nửa xưởng đá, một nửa đi theo mình để đi lên tỉnh đấy. Thì bây giờ là nửa còn lại thì nửa đầu tiên thì mình ấy rồi, mình giúp hết và cũng như là hỗ trợ hết. Cũng gọi là cái công của anh em từ ngày xưa giúp đỡ mình, thì mình cũng đã mua cái này mua cái kia rồi là xây nhà rồi, nói chung là ok, ok hết rồi. Bây giờ chỉ còn đúng hai anh này và cũng như là Antonio nữa. Antonio. Ừ. Và Emize. Đấy, Emize thì mình khả năng là sẽ không nhận. Tại vì thực chất là Emize hay gian lận lắm. Đấy, nhiều lần rồi nên là mình sẽ bỏ qua Emize. Cái gì ra cái đó nha mọi người. Còn về anh ngày xưa mọi người hay nhớ là mọi người nói anh này là Kante. Kante là cầu thủ đá bóng ấy. Cũng da đen, cũng lùn lùn như này. Kante duduo mi joga bola. Africa. Cara igual. Cara igual você. Rồi bây giờ là chắc là sẽ cho gửi ít tiền để cho anh Tony về nhà, và cũng như là Sigao vai do Luanda Butsamure về nhá. Banya taxi vai aqui Luanda quanto? Do Macon. Macon é 11.000. 11.000. Yeah. Vou dar você 30. Sim. Já. Vou ajudar você 30. Vai fazer esse comandamento já. Sim. Vou você 70. Sim. Vou vem aqui, vai trabalhar comigo. Tá bem. Com, tá bem. Agora grupo Butembué. Butembué, pessoal. Vietnamita, Angola. Ok. Vietnamita é 18. 18? 18. Ok. Angola, Bué. Agora tá bom. Eu tenho fazenda aqui. Agora o. Fazenda aqui no Barça, Casa Fendi, vai mais. Bem grande. Casa Campo. Depois vou mostrar com o filme, já? Ok. Để mai mốt dẫn hai anh lên đăng tải, không thì ngày mai, à bà nha. À bà nha, và sẽ ra luôn đàn đấy. Quan thú vị, quan thú vị. Sábado, sẽ vô sẽ ra đây. Rồi, bây giờ để cho mọi người xem lại mấy cái cảnh video hai anh ngày xưa nha. Mình gọi mình lấy tiền thì. Chào các bà. Chưa chào đâu. Ừ. Ok, thì hôm nay mình sẽ thử thách uống Coca-Cola. Thì đây là 10 chai Coca-Cola. Mình cũng để sẵn tiền trên bàn đây rồi. Hello. Ok, không lên xe lôi thôi nữa. Và bây giờ mình sẽ thử thách ngay bây giờ. Ok, bắt đầu.
Phản ứng của mấy anh đen khi chấm tất cả những thứ này và chấm với nước ngọt thì như thế nào? bon. Ok. Mai. Cũng bé. Nào, bước lên nào, đi. Đó. Đi. Ok, cùng mẹ bay, phát bay. Còn mình không có tự lên. Mama đang ngọt hết. Động lực rất lớn. Động lực rất là chi là lớn. Áo là phát ra mút luôn đấy. Đây, cái này là đưa cho xì gao tầm 30.000 là đi kêu vợ với con về đây để tập trung làm. Còn 30.000 này là cho anh Tony. Anh Tony chân đau, một thuốc hả? Medicament tu. Để bơi bà nhà taxi tầm men với anh Kỳ. Ok. Thì tao có ra kêu phải. Vai, né? Vai, agora já... Ok. Obrigado. Já noite. Obrigado. Tony, quando vem... Não, você quer vir a banhar? Vir com ele? Você vai aqui qual é dia? Sábado, vou chegar aqui. Sábado? Sim. Sábado, agora é o quê? Sábado... Segunda. Sábado. Sábado... À, tá bom, você vi sábado também? Sábado? Sim. Dạ? Ok. Hôm nay là rất là vui. Bây giờ là hai anh sẽ về nhà để chuẩn bị đồ và cũng như là cho một cái hành trình sắp tới. Đấy. Nhìn anh Tuấn Nghi gầy hơn ấy, gầy. Muốn được tem bù và xe dây bù gọc đủ. Sao có là... Xì gao thì vẫn như thế. À cái này á, mic á. À, ok, lấy cho hai mic. Thôi, làm nhá. Vâng. Bây giờ để cho hai anh về. Để xì gao thì phải đi luôn đa nha mọi người. Tại vì có vợ, có con. Đấy, đưa xuống đây. Còn anh Tony thì có vợ con ở gần đây rồi. Ở cái khu nhà thì chỗ bản xoa với gì ấy. Trăm mấy cây ấy. Thì chắc là... sẽ chờ xì gao đấy đưa vợ con về đây rồi là Tony xuống đây làm luôn đấy, còn Tony thì đường gần
Còn Sigao thì đi luôn đa xa lắm, phải mất 3-4 ngày. Vì thế là sẽ chờ các anh về để sắp tới là mình sẽ hỗ trợ các anh và cũng như là xem các anh làm những cái bộ phim hay để từ ngày xưa giờ. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Chào các bạn. Quá tuyệt vời.